Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện tại là phó giám đốc của công ty cổ phần kiến trúc Isato. Hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống phục vụ cho anh Tuấn tại khu vực Thanh Miện, Hải Dương. Thì mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi quá trình khảo sát thiết kế của chúng tôi hôm nay xuống đây để bay chụp và lấy cam xem khuôn viên khu đất nhà anh cùng với các cái yếu tố phong thủy xung quanh cái khuôn viên khu đất nhà mình để bố trí những cái căn nhà cho nó hợp lý tại khuôn viên khu đất nhà anh nhé. Và trong đây là cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh Tuấn tại Thanh Miện, Hải Dương. Thì ở đây anh dự kiến xây dựng ngôi biệt thự 2 tầng hiện đại, mái Nhật theo hướng chính là hướng Đông Bắc, sau khoảng tầm 90m2 sàn tại đây, 80m2 sàn tại đây. Để hướng về hướng trước thì trong đây là toàn bộ khuôn viên khu đất nhà anh nhé. Hãy đón chờ xem cái sản phẩm công ty chúng tôi thiết kế cho anh. Đất ở đây là khu vực đất thổ rồi, cấp điện thì cột điện rõ ràng rồi, cấp nước cũng phía trước đây rồi, thoát cũng phía trước là luôn. Thì đây là toàn bộ cái khuôn viên khu đất nhà anh, mời các bạn cùng xem cái video flycam trên cao để nhìn rõ hơn toàn bộ khuôn viên khu đất này nhé.